Vâng, chào bác, chào anh em. Các bác chắc là vừa nghe thử được cái chất âm của em xúc điện Bắc 30 hàng chính hãng của Lưu Sao, hàng nhập khẩu đấy các bạn. Và anh em mà muốn nghe về cái chất âm nó rõ ràng hơn thì anh em nên đeo tai nghe nhá. Tai nghe thì nó sẽ hiển thị rõ ràng hơn và nghe nó cảm nhận nó được thực tế hơn về cái chất âm của cái phần tiếng xúc. Chứ nhiều anh em mà nghe qua điện thoại đôi khi nó không truyền tải hết được. Thì anh em mà nghe xúc nào nó giống nhau. Đấy, thì chia sẻ một cái điều nhỏ như vậy. Và đây là hàng nhập khẩu của Lưu Sao ạ. Hàng nhập khẩu nguyên kiện luôn, chứ không phải là hàng lắp ráp tại Việt Nam. Rất nhiều anh em khi mà báo giá lên anh em đắn đo, bởi vì bên em có một cái giá khuyến mại rất sâu cho ba anh em luôn. Giá mà anh em đang phải chi trên thị trường với cái mẫu súp SK312 của Lưu Sao này thì giá nó rơi vào khoảng tầm dao động từ 4,5 triệu đến 4,8 triệu một em. Em chia sẻ luôn cho ba anh em cái giá thị trường. Còn giá bên em thì em đảm bảo các anh em không tìm đâu được giá đẹp hơn nữa rồi. Giá dưới 4 đồng và trên 3 đồng một chút xíu. Đấy, chia sẻ luôn với anh em điều như vậy. Đấy, các bác anh em có thể nhìn thấy luôn, hình thức rất đẹp. Vân gỗ này, dây nguồn này và cái dây kết nối thì bên em sẽ tặng cho bác anh em. Phiếu bảo hành thì vẫn có các bác. Phiếu bảo hành này thì em chia sẻ luôn với anh em, anh em giữ cho vui thôi chứ còn chả giữ phiếu để làm gì cả. Bên em bảo hành theo số điện thoại, theo thông tin của các bác anh em. Đấy, gọi là bảo hành điện tử chứ không bảo hành theo cái phiếu này làm gì cả, bởi vì không anh em nào giữ được cái phiếu này trong vòng 24 tháng mà nguyên vẹn được cả, đúng không? Rách phiếu là người ta đã không bảo hành rồi. Đấy, nếu như bảo hành theo phiếu, nhà em bảo hành theo số điện thoại, các bác anh em cứ giữ đầy đủ đẹp là được. Đây, quay ở phía sau cho các anh em xem này. Phía sau thì có những cái nút vặn rất cơ bản, âm lượng này, cắt giải này, hay là cổng kết nối đầu vào AV bằng calon. Hai cái cổng này cắm cổng nào cũng được, cứ không phải là calon thì sẽ hơn hay AV sẽ hơn các bác nhỉ. AV các bác chỉ cần cắm một cổng thì là được rồi. Đấy. Còn ở bên dưới này các công tắc hay là nguồn này thì rất là cơ bản. Công suất đây ghi 500W thì em khẳng định các bác anh em nó không rời được 500W cả. Nó chỉ rơi khoảng tầm đầu 400W thôi. Nhà em bán thực tế cho anh em luôn. Các bác anh em có thể nhìn đây. Tháng 9/2024 nha. Hàng rất mới vừa nhập về luôn. Đấy, rất đẹp. Và chia sẻ thêm một cái nữa đó, phần lỗ thông hơi này anh em đừng có lấy cái xốp này mà cho vào trong này nhá. Đấy, tiếng rất là bí. Và anh em không thể không nên đặt quá sát tường ở phía sau. Chia sẻ một cái kinh nghiệm để sử dụng cho ba anh em. Cái này thì các bác anh em chỉ cần làm một cái lưới mắt cáo anh em đẩy vào đây chống chuột là được rồi. Đây, quay mặt phía trước cho ba anh em xem. Đây, cái mặt bát của nó này rất đẹp. Đấy, hàng chính hãng nhập khẩu và tiếng bát thì rất sâu, rất êm cho ba anh em rồi. Và các anh em đang có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp qua bên em nhé. Và đừng quên ủng hộ cho em nút nào và đăng ký kênh.